thiện hiện nên biết, địa giới không thấy pháp giới, pháp giới không thấy địa giới, thủy hỏa phong không thức giới, không thấy pháp giới, pháp giới không thấy thủy hỏa phong không thức giới. Thiện hiện nên biết, cảnh giới hữu vi không thấy cảnh giới vô vi, cảnh giới vô vi không thấy cảnh giới hữu vi. Thiện hiện nên biết, chẳng phải lìa cảnh giới hữu vi mà có thể đặt ra cảnh giới vô vi, chẳng phải lìa cảnh giới vô vi mà đặt ra cảnh giới hữu vi. Như vậy này thiện hiện, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với tất cả pháp hoàn toàn không thấy, vì không thấy nên tâm không kinh hãi sợ sệt, không chìm đắm và cũng không hối tiếc tất cả pháp. Vì sao? Này thiện hiện, vì các đại Bồ Tát ấy khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không thấy sắc, không thấy thọ tưởng hành thức, không thấy nhãn xứ, không thấy nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, không thấy sắc xứ, không thấy thanh hương vị xúc pháp xứ, không thấy nhãn giới, không thấy nhĩ tỷ thiệt thân ý giới, không thấy sắc giới, không thấy thanh hương vị xúc pháp giới, không thấy nhãn thức giới, không thấy nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới, không thấy địa giới, không thấy thủy hỏa phong không thức giới, không thấy vô minh, không thấy hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử, không thấy tham dục, không thấy sân giận ngu si, không thấy ngã, không thấy hữu tình mạng người sanh, người nuôi chúng sanh hữu tình, người tạo tác, người thọ nhận, người biết, người thấy, không thấy dục giới, không thấy sắc giới, không thấy vô sắc giới, không thấy thanh văn và pháp của thanh văn, không thấy độc giác và pháp của độc giác, không thấy Bồ Tát và pháp của Bồ Tát, không thấy Như Lai và pháp của Như Lai, không thấy Bồ Đề, không thấy Niết Bàn. Như vậy này thiện hiện, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, với các pháp hoàn toàn không thấy, vì khi không thấy nên tâm vị ấy không kinh hãi sợ sệt, không chìm đắm và cũng không hối tiếc tất cả pháp. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện thưa, bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì nhân duyên gì mà không chìm đắm và không hối tiếc các pháp? Phật dạy: Này thiện hiện, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với tất cả tâm và tâm sở đều không thấy không đắc, do nhân duyên này mà tâm không chìm đắm, không hối tiếc các pháp. Cụ thọ thiện hiện lại thưa, bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà khi các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với tất cả pháp tâm không kinh hãi sợ sệt? Phật dạy: Này thiện hiện, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không thấy không đắc tất cả ý giới và ý thức giới. Như vậy này thiện hiện, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với tất cả pháp tâm của các vị ấy không kinh hãi sợ sệt. Lại nữa này thiện hiện, đối với các pháp các đại Bồ Tát không thấy không đắc nên hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nghĩa là đối với sắc không thấy không đắc, đối với thọ tưởng hành thức không thấy không đắc, đối với nhãn xứ không thấy không đắc, đối với nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không thấy không đắc, đối với sắc xứ không thấy không đắc, đối với thanh hương vị xúc pháp xứ không thấy không đắc, đối với nhãn giới không thấy không đắc, đối với nhĩ tỷ thiệt thân ý giới không thấy không đắc, đối với sắc giới không thấy không đắc, đối với thanh hương vị xúc pháp giới không thấy không đắc, đối với nhãn thức giới không thấy không đắc, đối với nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới không thấy không đắc, đối với nhãn xúc không thấy không đắc, đối với nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc không thấy không đắc, đối với các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra không thấy không đắc, đối với các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sinh ra không thấy không đắc, đối với địa giới không thấy không đắc, đối với thủy hỏa phong không thức giới không thấy không đắc, đối với vô minh không thấy không đắc, đối với hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử không thấy không đắc, đối với bố thí ba la mật đa không thấy không đắc, đối với tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa không thấy không đắc, đối với pháp nội không không thấy không đắc, đối với ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tỷ không, tán không, bản tính không, tự tướng không, nhất thiết pháp không, vô tính không, vô tính, tự tính không, không thấy không đắc.
Đối với chân như không thấy không đắc, đối với pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định pháp trụ thật tế không thấy không đắc. Đối với bốn niệm trụ không thấy không đắc, đối với bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo không thấy không đắc. Đối với thánh đế khổ không thấy không đắc, đối với thánh đế đạo diệt đạo không thấy không đắc. Đối với bốn tịnh lợi không thấy không đắc, đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc không thấy không đắc. Đối với tám giải thoát không thấy không đắc, đối với tám thắng xứ, chín tịnh thứ đệ, mười biến xứ không thấy không đắc. Đối với pháp môn giải thoát không, không thấy không đắc. Đối với pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện, không thấy không đắc. Đối với tất cả pháp môn đà la ni không thấy không đắc. Đối với tất cả pháp môn tam ma địa không thấy không đắc. Đối với cực hỷ địa không thấy không đắc. Đối với ly cấu địa, phát quang địa, diệm tuệ địa, cực nan thắng địa, hiện tiền địa, viễn hành địa, bất động địa, thiện tuệ địa, pháp vân địa không thấy không đắc. Đối với năm loại mắt không thấy không đắc. Đối với sáu phép thần thông không thấy không đắc. Đối với mười lực Phật không thấy không đắc. Đối với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng không thấy không đắc. Đối với 32 tướng đại sĩ không thấy không đắc. Đối với 80 vẻ đẹp của Phật không thấy không đắc. Đối với pháp không quên mất không thấy không đắc. Đối với tánh luôn luôn xả không thấy không đắc. Đối với trí nhất thiết không thấy không đắc. Đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không thấy không đắc. Đối với quả dự lưu không thấy không đắc. Đối với quả nhất lai bất hoàn a la hán không thấy không đắc. Đối với độc giác bồ đề không thấy không đắc. Đối với tất cả hạnh đại bồ tát không thấy không đắc. Đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật không thấy không đắc. Như vậy này thiện hiện, các đại bồ tát không thấy không đắc tất cả pháp thì nên hành bát nhã ba la mật đa. Khi các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa, đối với tất cả nơi chốn tất cả thời gian không đắc bát nhã ba la mật đa, không đắc tên bát nhã ba la mật đa, không đắc đại bồ tát, không đắc tên đại bồ tát. Này thiện hiện, nên truyền trao chỉ dạy cho các đại bồ tát như vậy để đạt đến chỗ cứu cánh của bát nhã ba la mật đa. Hết quyển thứ 483.